Phân biệt khái niệm động cơ đốt trong và động cơ điện. Trong nhiều thập kỷ qua, động cơ đốt trong đã thống trị mọi nẻo đường, nhưng cùng với sự phát triển vượt trội của ngành công nghệ ô tô, xe điện cũng đang từng bước lấn át vào thị trường ô tô và đồng nghĩa với đó là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của động cơ điện thay cho động cơ đốt trong trước đó. Động cơ đốt trong sản sinh năng lượng trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công năng cơ học được diễn ra bên trong xi lanh của động cơ. Trong khi đó, động cơ điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, trong đó điện năng sẽ chuyển hóa thành cơ năng. Động cơ đốt trong tạo ra năng lượng đầu ra trên mỗi mật độ nhiên liệu cao hơn. Một điểm khác mà hầu hết ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó là những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong sẽ tiết kiệm thời gian hơn mỗi lần cần tiếp nhiên liệu. Thông thường bạn chỉ mất khoảng 5 phút để đổ đầy bình xăng, nhưng để sạc đầy pin cho một chiếc xe điện thì thời gian đó phải gấp ít nhất là khoảng 100 lần. Mặc dù có tất cả những lợi ích này, nhưng động cơ đốt trong cũng có một số nhược điểm: thải ra khí độc hại cho môi trường, sử dụng nhiều năng lượng hơn để điều khiển xe. Ngược lại, động cơ điện không tạo ra khí thải nên rất thân thiện với môi trường. Động cơ điện cũng có moment xoắn tức thời giúp chiếc xe có thể tăng tốc ngay khi nhấn ga. Một hy vọng về những chiếc xe sử dụng nguồn nhiên liệu xanh như ô tô điện xuất hiện nhiều hơn trên đường phố là điều rất nhiều nước trên thế giới đang hướng tới.